thấy đá cà chua lên trầu này, ghê chưa? Đã trái rồi nhá. Đợt này cà chua mắc lắm các bạn, 60 ngàn một ký mà toàn cà chua nhập Trung Quốc không ấy. Chứ cà chua Việt Nam mình không đủ để gọi là cung ứng cho thị trường Việt Nam mình á, cho nên mình ăn cà chua Nhật không à. Cái hoa này nó hiếm khi nó nở lắm rồi. Màu vàng nó đẹp ha. Đây là khoai sắp vàng nha các bạn, nên Linh sẽ hái khoai sắp vàng về lên ăn. Để chua củ nó to chưa, củ này nó già rồi nè, càng già thì ăn mình ăn nó càng bùi và càng ngon. Rồi. Thơm quá các bạn ơi. Ôi nè, vàng chưa? Thơm lắm. Trời ơi. Thank you.
chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Sau 2 tuần tụi Liên vắng bóng trên YouTube cũng do một số việc xảy ra không ngoài ý muốn. Đó là chiến thắng đại dịch Covid. Hai đứa Liên kỹ lắm á mà vẫn bị Covid. Nói chung là Covid nó hành cơ thể mình ra đến bây giờ Liên hết, nhưng mà cơ thể vẫn mệt lắm. Liên phải công nhận là Liên khỏe, nhưng mà sau khi bị Covid người Liên yếu hẳn rồi. Cho nên là hy vọng tất cả mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sức khỏe và cẩn thận đừng để bị dính. Thôi thì bồi bổ sau 2 tuần. anh nghen. Hôm nay Liên sẽ ăn nghen nướng treo và nghen nấu treo, thì mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn ăn. Ăn thôi. Ngon đúng không? Bạn sẽ ăn cơm. Để dài ghê bạn. Ngon quá. Bạn ăn trước nha. Thấm nước mắm. Ngon thật quá. Hello cay ngon. Và ăn nào, phải thêm khoai, và sẽ kiếm khoai và ăn. Hầm lâu quá em, nhão luôn rồi nè. Đùi đâu? Đây đùi, đây đùi, đây này. Ngon chưa? Cái đùi của vợ thì nó mềm hơn là nướng luôn á. Chấm một miếng chao dip vô. Thì có rồi. Nóng quá là ngon lắm. Các bạn thấy này, hãy làm cái món nghe nấu cho những người đơn giản, nó cũng rẻ lắm. Ăn uống quây quần bên gia đình, buổi tối trời lạnh lại, ăn cũng hạnh phúc cực kỳ luôn.